Chào các bạn, mình tên là Quỳnh Anh. Mình vừa tốt nghiệp khóa cao đẳng về thương mại tại QIBT và mình rất muốn chia sẻ với các bạn cảm giác của mình khi học tại QIBT này. Các bạn biết không, có lẽ cái điều mà mình cảm thấy hài lòng nhất khi mà học tập tại đây đó là phong cách làm việc của giáo viên và cả các nhân viên tại đây. Các giáo viên ở QIBT họ rất thân thiện và họ coi sinh viên giống như là những nguồn kiến thức phong phú để mỗi khi có lớp học thì cái cách giảng dạy của họ không phải chỉ một chiều mà có không phải cách giảng dạy một chiều là sinh viên nhận kiến thức từ giáo viên mà mỗi buổi học giống như một buổi thảo luận và trong cái buổi thảo luận đó thì các sinh viên có thể trao đổi với nhau kiến thức của riêng mình và hơn thế nữa là trao đổi với giáo viên và mỗi cái buổi thảo luận đấy thì đem lại rất nhiều các cái kiến thức phong phú không phải chỉ ở trong tiết học mà còn ở ngoài đời nữa và mình cảm thấy vô cùng hài lòng sau mỗi buổi học như vậy. Các nhân viên ở QIBT có một cái phong cách làm việc cũng vô cùng thân thiện và rất là cởi mở với sinh viên. Mỗi khi mà mình có bất kỳ một gặp một vấn đề nào, không chỉ trong học tập mà còn trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày, mình có thể sắp xếp một cuộc gặp với các tư vấn viên ở đây và họ hoàn toàn có thể đưa cho mình ra những lời khuyên rất hữu ích để giúp đỡ mình trong việc học hành cũng như là trong đời sống thường ngày. Ngoài ra thì mỗi khi mà mình gặp bất kỳ một nhân viên, cho dù họ làm ở bất kỳ một lĩnh vực nào tại QIBT này, ví dụ như là mình gặp nhân viên của reception, quầy tiếp tân, hay là mình gặp bất kỳ một người phụ trách hoạt động sinh viên, hay là bất kỳ một nhân viên nào mình gặp ở QIBT, thì mỗi khi mà bạn cười với họ hoặc là bạn chào họ thì họ đều mỉm cười lại với bạn. Cho dù là có thể họ biết bạn hoặc có thể họ không biết bạn là ai, nhưng mà điều mình muốn nói rằng là mọi người ở đây đều rất là thân thiện và cởi mở với nhau và mình rất thích một môi trường học tập như vậy. Ngoài ra thì năm nay mình cũng rất là vinh dự được nhận chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại đây và mình rất mong là với vị trí này thì mình có thể giúp đỡ được nhiều các bạn sinh viên khác từ Việt Nam qua và chúng ta có thể tạo nên một cái cộng đồng đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Mình còn nhớ ngày đầu tiên mà mình bước chân đến QIBT, đó là ngày Orientation Day hay còn gọi là ngày khai giảng. Ngày hôm đấy quả thực là mình cảm thấy khá là hồi hộp và sau đó thì vô cùng lo lắng khi mà mình phải làm quen với rất nhiều thứ. Và trong ngày hôm đấy thì những luồng thông tin, một lượng lớn thông tin được truyền tải đến với sinh viên và thực sự là mình không biết làm sao để có thể nhớ hết được. Mình đã phải gặp rất nhiều các nhân viên làm ở các lĩnh vực khác nhau tại QIBT và họ giới thiệu cho mình những thông tin mà sinh viên cần biết, ví dụ như là về học tập, về thi cử, rồi cả về bảo hiểm y tế và cả những cái hướng dẫn về sử dụng trang thiết bị học tập tại QIBT. Và quả thực là mình cảm thấy vô cùng lo lắng khi mà có rất nhiều thông tin mà mình phải nhớ như vậy. Nhưng sau đó thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi mà có lẽ là ngày hôm đấy có khoảng 20 bạn trợ giáo sinh viên hay còn gọi là mentor, là những bạn sinh viên đã và đang học tập tại QIBT, họ tình nguyện tham gia vào một buổi training sau đó và tham gia vào một buổi họ tham gia vào một buổi training sau đó là để giúp đỡ các sinh viên mới vào ngày Orientation Day này. Và ngày hôm đó thì các bạn mentor đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam, và mình đã tìm thấy một bạn mentor người Việt Nam và sau đó bạn ấy đã giúp mình không phải chỉ trong ngày khai giảng hôm ấy mà còn cả về sau này nữa, về tất cả mọi thứ mà mình có bất kỳ một thắc mắc nào về việc học tập tại QIBT mình đều có thể hỏi bạn ấy và bạn ấy luôn sẵn lòng để giúp đỡ mình. Và điều đó làm cho mình có thêm động lực để mà tiếp tục cố gắng trong việc học tập tại một đất nước lạ. Và về sau đấy, sau cái học kỳ ngày hôm đấy thì mình cũng đã quyết định làm một trong những mentor để giúp đỡ các bạn sinh viên khác. Và mình cảm thấy rằng là cái môi trường cởi mở và dễ chịu ở QIBT này tạo cho sinh viên có được một cái cảm giác muốn giúp đỡ và thân thiện với tất cả những người bạn khác, không phải chỉ từ Việt Nam, không phải chỉ từ quê hương của các bạn mà còn từ khắp nơi trên thế giới.